Vâng, thưa quý vị khán giả, Nam Quang lại trở lại với lại quý vị trong chương trình Phóng sự Cộng đồng. Thưa quý vị, những cái ngày mà gần Giáng sinh, mọi thứ nó đều bận rộn và mọi người đi mua sắm. Thành ra quý vị thấy là ở trên cái trục đường Bô Sa này, bà con người Việt của mình đi mua sắm rất là nhiều. Thì Nam Quang, thưa quý vị, hồi nãy Nam Quang đứng quay cho quý vị thấy cái bảng là City of Westminster đó, ở xa xa đó thưa quý vị. Thì quý vị có thể thấy được ở trên cái bảng mà gọi là chào đón quý khách tới thành phố Westminster thì có cái chữ là đoàn kết và phát triển. Thì và trên đó có lá cờ vàng ba sọc đỏ thưa quý vị. Còn sau lưng của Nam Quang đây mà quý vị thấy xa xa đó là tượng Trần Hưng Đạo thưa quý vị, tượng Đức Thánh Trần. Thì gần đây nó có những cái bản tin có những cái tin là tượng Đức Thánh Trần đối diện với lại nguy cơ là sẽ bị dẹp bỏ thưa quý vị. Thì đây là một cái nguy cơ mà chúng tôi không thể không lên tiếng để mà báo động, đánh động đến đồng hương. Là tại vì sao thưa quý vị? Những cái này là những cái biểu tượng thiêng liêng của dân tộc của chúng ta. Mà nếu như mà có những cái thế lực nào mà họ muốn hạ bệ cái bức tượng này thì chúng ta không thể nào mà ngồi yên để chúng ta để cho họ hành động được thưa quý vị. Thì quý vị ra đây với lại Nam Quang, quý vị sẽ được nhìn thấy rõ hơn tượng Đức Thánh Trần như thế nào thưa quý vị. Những quý vị đồng hương ở xa đó thì quý vị sẽ được dịp là ngắm nhìn tượng Đức Thánh Trần. Thưa quý vị, đi theo Nam Quang. Hello anh Ngô Kỵ, ngọn gió nào đưa anh đến đây? Ủa, anh tới đây để dâng hương Đức Thánh Trần hả? Vâng, từ từ đây chào quý khán giả của Trust Media Network, chào anh Nam Quang, chào anh Hải. Hello, chúng ta hôm nay có... Bây giờ mình cho mọi người thấy cái tượng Đức Thánh Trần trước đi anh. Vâng, thưa quý vị, đây tượng Đức Thánh Trần. Anh cameraman cho mọi người thấy cái chữ ở dưới cái chân tượng nè. Ở đây là, thưa quý vị, là Thái Sư Thượng Phụ, Thượng Quốc Công, Bình Bắc Đại Nguyên Soái, Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương. Và phía dưới là tên là Trần Quốc Tuấn, thưa quý vị. Đức Thánh Trần là về trời năm 1300, tại thế khoảng 70 tuổi, ba lần đánh tan giặc Nguyên, trong giai đoạn là 1258, 1285 và 1288. Thì đó, thì thưa quý vị, quý vị nhìn ở trên camera đó thì quý vị sẽ thấy những cái chữ mà Nam Quang vừa mới đọc cho quý vị đó. Rồi thưa quý vị, đây là tượng của Đức Thánh Trần được đặt ở trên cái trục đường lớn nhất thành phố Westminster là trục đường Bô Sa thưa quý vị, đại lộ Bô Sa mà nó cũng có tên là đại lộ Trần Hưng Đạo phải không thưa anh? Dạ, dạ vâng. Và ở phía bên này là coi như là một cái bản tóm lược được đục ở trên đá hoa cương thưa quý vị, là nói về tiểu sử và những cái chiến công của Đức Thánh Trần thưa quý vị. Và quý vị có thể là đi vô trong cái website là britannica.com biography Trần Hưng Đạo để mà quý vị đọc cái tiểu sử của Đức Thánh Trần thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, đây là một cái bản bằng tiếng Anh. Thì chúng tôi nghĩ là nó cũng có một cái bản bằng tiếng Việt nữa. Là cái bản bằng tiếng Việt là bên này, thưa quý vị. Cái bản bằng tiếng Việt thì bên này nó họ có để là con cháu Đức Thánh Trần thành tâm đóng góp đợt an vị tượng đồng 12 tháng 6 năm 2016. Và ở trên này là tên tuổi của những cái người, coi như là những nhà hảo tâm đã đóng góp vô. Đây ông cameraman cho quý khán thính giả của chúng ta thấy đây là cái danh sách thưa quý vị, danh sách của những người những nhà hảo tâm mà đóng góp vô trong cái chuyện mà xây dựng cái tượng Đức Thánh Trần này thưa quý vị. Và ở phía sau chúng ta có thấy cái gì thưa quý vị? Ở đây ở phía sau thì có hội đồng quản trị, cũng không quan trọng lắm thưa quý vị. Và cái tượng này là tượng đồng cao hơn người thật nha quý vị nha, tượng được đúc bằng đồng rất là cao và to và nặng lắm thưa quý vị. Hồi đó lúc mà dựng cái tượng này lên đó thì Nam Quang thấy là có xe cần cẩu rất là lớn, cẩu rất là nặng để mà dựng cái tượng này lên.
thì cái tượng rất là oai phong lẫm liệt thưa quý vị. Trần Hưng Đạo, Đức Thánh Trần là đứng chỉ tay ra Bạch Đằng Giang, nói là quân Nguyên là phải đánh thắng quân Nguyên. Vâng thưa quý vị, cũng nhân dịp chúng tôi gặp anh Ngô Kỵ ở đây đi lễ tượng Đức Thánh Trần thì chúng tôi cũng muốn hỏi anh về một vài cái nguồn tin mà gần đây chúng ta vừa mới nhận được thông qua email thưa anh, là tượng Đức Thánh Trần đang đối diện với là cái nguy cơ là bị di dời hoặc là đập bỏ thưa anh nghĩ như thế nào ạ? Vâng, trước hết Ngô Kỵ xin kính chào quý khán giả của Trust Media Network, chào anh Quang, chào anh Hải, cameraman vừa đẹp trai mà tôi thấy nghĩ rằng anh tác nghiệp chắc là professional ha. Vâng, thì thưa quý vị, thưa các bạn, thì vâng sáng nay thì tôi và Lucky đưa con đi ra tham phố Bồ Sa nhận mùa Giáng sinh. Và thường thường thì chúng tôi cũng đi ngang về, khi đi rảnh rỗi như vậy thì ghé tượng Đức Trần Hưng Đạo để mà viếng ngài, tại vì chúng tôi lúc ngài là cũng như cái biểu tượng trong cuộc đấu tranh. Ngày xưa chúng tôi có một tượng khác cả mười mấy 20 năm là chúng tôi đã làm cái tượng ngài lớn lắm, nặng hơn. Chúng tôi làm rất là nặng, và mỗi lần chúng tôi đi biểu tình đâu á, chúng tôi chở xe truck tới để đậu ngay đó để cầu xin ngài để mà phù hộ cho cuộc đấu tranh đó. Do đó, tại vì lý do chúng ta có nhiều vị tướng lãnh thời xưa hay là thời Việt Nam Cộng Hòa vân vân, và những người rất là anh hùng. Tuy nhiên Đức Trần Hưng Đạo có một cái vấn đề mà liên hệ đến cuộc đấu tranh, là hồi nãy anh Đăng Quang có nói đó, khi mà ngài xuất quân đó, ngài chỉ xuống sông Bạch Đằng Giang đó, xuống đó, và nói rằng là nếu mà không chiếm được, đánh tan được Giang Nguyên hay này nọ đó, thì ngài sẽ không trở về các bến sông này. Do đó, cái điều mà ngài tuyên bố như vậy, nó là một cái sự rất là uy dũng, và nói lên cái chí khí đấu tranh, một sự quyết tâm đấu tranh. Do đó, đoàn biểu tình của chúng tôi lúc nào cũng tôn thờ ngài và những tư tưởng mà quyết chiến của ngài, gọi là quyết chiến đó. Do đó, trận chiến nào chúng tôi phải đánh cho kết cục mà chúng tôi mới rút lui thôi. Do đó, đó là lý do mà chúng tôi tôn thờ ngài Đức Trần Hưng Đạo. Thì thưa anh, thì chúng tôi cũng nghe tin cùng lúc với anh, chắc là khi mà những nguồn tin mà đưa ra email và trên diễn đàn này nọ đó, thì chúng tôi sợ rằng là nếu mình ra trễ, biết đâu rồi cái tượng đài bị dẹp hay này nọ, tại vì lâu lâu chúng tôi mới có thời giờ đi ra tham viếng. Cho đó chúng tôi hôm nay ra viếng như vậy và gặp các anh tới thì cũng trùng hợp với nhau. Thì thưa anh, chúng tôi rất là lo lắng và rất là buồn khi nhận được tin như vậy. Tại vì Đức Trần Hưng Đạo không phải riêng chi cái tượng Đức Trần Hưng Đạo được an vị tại đây, mà nếu quý vị thấy, anh Hải thấy cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, đó là quan trọng. Cộng sản rất là nhức nhối vì lá cờ vàng ba sọc đỏ nằm ngay cái đầu con đường đại lộ Vô Sa, đây là đi vào lịch Sài Gòn, mà cái động cờ vàng ba sọc đỏ và cờ Hoa Kỳ đã hiên ngang đứng vững cao như thế này, cộng sản rất là nhức nhối. Do đó, chính vì vậy mà cái tư tưởng hay là cái dự định mà Kim Bê Hồ và các Lô Mê Sô và Tài Đỗ có chủ trương dẹp bỏ, phá bỏ, tại cái này là không có dư dời được anh nhỉ. Các tượng có thể là chở đi, nhưng cái tổ này nào là phải đập phá thôi. Do đó không có thể gọi là dư dời được. Dư dời là khi mình đưa toàn bộ đi. Còn đây là phải đập phá. Mà rất là, cái hình ảnh rất là thảm thương. Nhưng dư dời hay dẹp bỏ là một, chỉ là cái cách nói thôi. Nhưng chính là dẹp lá cờ vàng ba sọc đỏ. Bây giờ anh phải nhìn vấn đề nó đi sâu vào như vậy. Chứ không phải là dẹp cái tượng không. Anh thấy cái tượng này dẹp thì mình có thể làm cho khác nếu họ muốn hay này nọ, nhưng dẹp lá cờ đó thì cái thủ đô thì nào Sài Gòn không có một lá cờ tượng trưng ngay con đường này. Dù rằng lịch Sài Gòn rất nhiều lá cờ vàng ba sọc đỏ chứ không phải không, nhưng các chợ búa hoặc các nhà thờ hay chùa chiền hoặc các cơ quan này nọ có những lá cờ vàng ba sọc đỏ, nhưng lá cờ vàng sọc đỏ này nó mang một hình ảnh rất là giá trị. Nó gần như đây là ngã tòa đô chính hạt dân độc lập á, tại vì ngay con đường quyết lộ của đại lộ, cho đó nó đây là cái dấu ấn vào lịch Sài Gòn, phải công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ. Em có quay cho mọi người thấy là cái bảng đi vô lịch Sài Gòn
đúng không? Đi vô lưới Sài Gòn là Welcome to Sài Gòn, cái lá cờ nó ngay ở đây nó để nó chào đón, thành ra rất là quan trọng. Đó, cái quan trọng là cái tinh thần đó chứ không phải là bên miếng vải, anh hiểu không? Do đó chúng tôi rất là lo lắng nếu mà làm cái dự luật hay đạo luật để mà phá bỏ cái tượng Trần Hưng Đạo, điều đó chúng tôi rất là phẫn nộ, rất là khó chịu, rất là buồn. Nhưng cái chính là chúng tôi quan tâm hơn nữa là lá cờ vàng ba sọc đỏ này sẽ bị phá bỏ, sẽ coi như trụ cờ quý vị coi trên đó. Thì hồi nãy quý vị đã thấy cameraman đã thâu có lá cờ bay phất phới như vậy. Thì tôi nghĩ rằng những cái chủ trương phá bỏ những cái tượng mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa rồi bây giờ là đưa ra là phải phá bỏ cái tượng này. Tại vì họ đưa lý do sao anh biết không? Cái tượng này để như vậy á, là do làm những người mà du khách hay này nọ, những người mà lái xe đó, nó sẽ coi như là không có cộng sân trách, không có chú tâm lái xe. Họ đưa lý do vậy đó. Họ đưa để cái tượng muốn mà đập bỏ cái đập bỏ họ đưa là họ, tại vì khi mà họ có một cái chủ trương phá bỏ gì họ phải nói, cũng giống như phá bỏ tượng Hoàng Sa hay là tượng năm vị tướng lãnh tại khuôn viên Việt Mỹ đó, thì nó kêu nó làm xấu cái quần thể nó nói là mà thằng hôm qua ngay cả thằng mới đây thì hôm qua ngày Nguyễn Tấn Lạc cái bia hồ trước kia mấy tháng trước mà Nguyễn Tấn Lạc mới qua này thì nó lên con sáu cái tụi bà rồi tụi mà tập thể chiến sĩ thằng Phóc Bùi này nọ đó rồi thật đặc biệt thằng Carlos mà sao hắn nói là tượng đài khuôn viên Việt Mỹ chỉ làm một cái tượng thôi, không cho tượng nào vào. Và bây giờ mấy cái tượng kia là nó muốn đập bỏ, tại vì bây mà không có luật nào nói là cái mà anh biết cái tượng đài Việt Mỹ khuôn viên đó là chúng ta phải cộng đồng Việt Nam quyên góp mấy triệu đô la để mà làm ra khuôn viên đó, tiền bạc cộng đồng mà Mỹ, Philippines, Tàu, Nhật cái này nọ, không ngay cả của Mỹ không giống được nào, chỉ là miếng đất của thành phố. Đúng rồi, vậy thôi. Đất là của thành phố là nhưng tiền bạc và các tượng đài, các khuôn viên đó là khuôn viên của chiến tranh Việt Nam. Đúng rồi. Thì chiến tranh Việt Nam thì phải để tượng của quân lực Việt Nam của Hoa. Mà thằng Sáu, thằng Siết, thằng Carlos Mezos này nọ, thằng Bob Harrison nó kỳ thị. Thấy nó cái này phải chung cho Philippines, cho từ Thái Lan hay là nọ, ta bên đất là ngu. Những lính đồng minh các nước đó tham dự chiến trường Việt Nam, nhưng cái tượng, các khuôn viên, các công viên, các khuôn viên tượng đài đó là dành cho chiến tranh Việt Nam của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Đúng. Chứ không phải là của Philippines, dù rằng Philippines, Tây Lan, Thái Lan là có hay là Đà Hàn có tham dự chiến tranh Việt Nam, nhưng họ có những cái công viên hay những cái khu tượng đài của các binh chủng của quốc gia của họ. Đúng. Không phải nằm trong binh chủng chính Việt Nam Cộng Hòa được. Xác, do đó, cái tụi Lê Văn Sáu là tụi lính trắng tập thể chiến sĩ, liên hệ chiến sĩ thằng Hoàng Tấn Kỳ hay thằng Bùi Đẹp rồi sao mà nó ngu xuẩn quá. Rồi bây giờ tại với nghe theo lời của thằng Kim Bi Hồ rồi cặp lớp lên rồi, đặc biệt thằng Bob Harrison, thằng Mỹ Kỳ Thị trắng và trắng đó nữa. Do đó họ rất là ngu xuẩn, trong khi đó là họ phải chống lại cái ý kiến đó. Rồi. Nhưng rồi họ nghe lại ý kiến đó rồi họ cố động, họ vận động để đập phá cái đó. Rồi bây giờ khi mà họ cái ủy ban đó nó không có đập phá được trong lúc này, chỉ trong lúc này thôi, mình không biết trong tương lai như thế nào nha. Mình cũng là mừng đó, trong giai đoạn này, trong sự đấu tranh phản đấu mạnh liệt của cộng đồng đó, thì nó ngừng cái dự án là phá sập cái tượng đài Hoàng Sa và tượng đài Nam vị tướng Tưởng Tiết năm 75 đó. Hai cái tượng đài đó hiện tại vẫn còn nguyên vẹn, chúng ta mừng trong giai đoạn này, nhưng chúng ta phải watch out, chúng ta phải theo dõi và chúng ta phải chặn đứng bất cứ lúc nào. Đúng thì rồi, mình phải chặn đứng. Thưa anh với lại thưa quý vị khán giả, cái lý do mà hôm nay Nam Quang đi ra thăm cái tượng đài của Đức Thánh Trần đó thưa quý vị, và tình cờ gặp anh Ngô Kỵ ở đây, đó là tại vì sao chúng tôi cùng có chung một cái lý tưởng hết thưa quý vị. Khi mà Nam Quang làm đưa tin về cái bàn lấy chữ ký bãi nhiệm đó thưa anh, thì em nói bây giờ mình nhận được cái tin tượng Đức Thánh Trần có nguy cơ là bị đập bỏ, thành ra mình phải đi ra đây để có nhiều khi đây là cái lần cuối thì mình đứng đây làm sao? Đấy nha, tôi lo, rất là lo. Chúng tôi cùng một cái quan điểm, cùng một cái ý, thành ra cuối cùng là chúng ta lại gặp nhau ở đây. Thành ra thưa quý vị, thì nếu như mà quý vị phải biết là bây giờ mình trở lại cái chuyện hồi nãy anh nói là mình người ta chỉ là tạm thời người ta dừng thôi đúng không anh? Đúng rồi. Cái đám đó nó chỉ tạm thời nó dừng thôi quý vị. Tại sao trở lại cái tượng Trần Hưng Đạo này thưa quý vị, là
cái ông Carlos Manzo đây nè, có hình đây, có hình ảnh hết, tất cả một cái Carlos Manzo. Chúng ta nói có sách mấy cái chứ. Dạ vâng, thưa quý vị, hình ảnh Carlos Manzo đây. Thì cái ông này vào cái thời kỳ mà ông ta, vào cái thời kỳ mà ông ta làm commissioner, planning commissioner đó, là có nghĩa là ủy ban quy hoạch đó, phải không anh? Đúng rồi, xây cắt đó. Dạ. Thì ông ta là cái người không cho xây cái tượng này. Đúng rồi, ông chống mà. Dạ, ủy ban ông ta chống cái chuyện lâu rồi, cái tượng Đức Thánh Trần nha quý vị nha. Carlos Manzo, ông có phải là ông đã chống cái xây dựng cái tượng đài Đức Thánh Trần này không? Vâng, ông trả lời tôi đi. Nhờ ông ta rất trí đó, chứ còn không là đã banh rồi, đã dẹp rồi. Vâng. Đúng vậy. Thưa quý vị, cho nên là khi mà ông ta chống ngay từ đầu, ông ta có ý không có muốn là chúng ta xây dựng cái tượng đài ở đây, cho nên là ông ta giữ cái ý định đó cho tới bây giờ luôn, thưa quý vị. Đó, ông ta giữ cái ý định đó cho tới bây giờ luôn, thành ra vào cái lúc này ông ta có quyền rồi, tại vì ông ta là người ở đâu, thưa quý vị, ông ta là một trong những nghị viên, ông ta có quyền quyết định rồi. Mà nằm trong đa số nè, ba phiếu cả. Đúng rồi, và ông ta có một cái gọi là có sự tiếp tay của con Kimberly Hồ này, con Hồ Ly Tinh á. Bây giờ em phải nói nó là con Hồ Ly Tinh thôi, đúng không? Chứ mà không có gọi là lịch sự gì nữa hết đó, tại vì nó quấy phá cộng đồng của chúng ta quá nhiều rồi. Nó quấy phá cộng đồng của chúng ta quá nhiều rồi, chúng ta không có còn lịch sự gì với nó nữa hết đó, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, là nó được sự tiếp tay của tài đỏ và Carlos Manzo đó. Carlos Manzo, quý vị nhìn thấy cái mặt nó rất là gian xảo. Nó một mặt á, là nó nói là nó trong cái thư mà nó gửi ra cho cộng đồng Việt Nam hồi tối hôm qua, năm qua với anh Ngô Kỷ đọc á, nó nói là gì? Nó nói là nó ủng hộ cộng đồng Việt Nam mình trong tất cả mọi dự án. Nó nói là nó không kỳ thị cộng đồng Việt Nam mình. Nhưng mà đó, đây là một cái bằng chứng rất là thuyết phục, thưa quý vị. Cái bằng chứng là nó là cái người không có ủng hộ xây dựng cái dự án tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị, và nó cũng không có cho phép xây dựng cái tượng Đức Thánh Trần này. Nhưng mà cái này là nhờ cái công của ông thị trưởng Tạ Đức Chí mà chúng ta mới có được cái tượng này được đặt ở một cái vị trí rất là đẹp như thế này, phải không anh? Đúng, đúng. Đó, nên ra quý vị, chúng ta không thể nào mà chúng ta thờ ơ được, chúng ta phải nhìn vô giống như ông Thiệu nói đó. Dạ hả? Tổng thống Thiệu nói là phải nhìn những gì Cộng sản làm chứ đừng có nghe những gì Cộng sản nói. Thành ra quý vị, đừng bao giờ nghe cái đám mà làm lợi cho Việt Giang, làm lợi cho Cộng sản Việt Nam này nó nói hết, thưa quý vị. Thành ra bây giờ nó có thể là nó nói để nó nói cho, nó thấy cộng đồng Việt Nam mình chống quá rồi, đúng không? Nó thấy là nó đang bị thất thế, thành ra nó lùi một bước. Nó lùi một bước trước thôi. Tiến ba bước để sau này nếu như mà chúng ta thờ ơ, chúng ta lại nói ok thôi, nó biết lỗi rồi, chúng ta không có kéo nó xuống nữa, thì khi mà chúng ta nhường nó một cái, nó sẽ tiến ba bước luôn. Thành ra thưa quý vị, không thể nào mà chúng ta nhường được. Chúng ta đưa đao lên là chúng ta phải chém, chứ chúng ta không có thể nào hạ đao xuống được. Vâng, thưa anh Nam Quang, vâng, rõ ràng tại vì nó nghĩ nó thừa thắng xông lên, là vì nó ba đứa mà trong hội đồng thành phố Webster, Kimmy Hồ, Carlos Manzo và thằng Tài Đỗ đã bỏ phiếu bị giặt sập đuổi cái tượng đài mà tái chiếm của thành Quảng Trị ra khỏi Westminster. Đúng rồi, đó, cuối cùng phải đưa túc lên an vị tại San Jose. Vậy mà nó nói là nó ủng hộ cộng đồng Việt Nam mà đó. Khi mà gửi thơ nó ủng hộ, thì quý vị nó rồi, là một thằng cháo chở. Rõ ràng như vậy. Carlos Manzo, mày có phải là một cái thằng rất là cháo chở không? Dạ. Phải, you are a double standard person. Và nó là chắc là lưu manh. Carlos Manzo. Mà bây giờ nó, do đó nó khùng lắm. Một mình nó không dám nói nhiều. Nhưng bây giờ nó có hai người Việt Nam, đúng Kim rồi. Vi Hồ với Tà Đỗ là người Việt Nam. Do đó nó dựa vào hai người Việt Nam để chứng tỏ thấy hai người Việt Nam ủng hộ tôi mà. Đúng rồi. Mà cộng đồng rất là sáng suốt. Hai người Việt Nam cũng giống như Hồ Chí Minh, nó Việt Nam, hai người gì? Việt Nam. Nhưng nó cũng là ác quỷ. Do đó hai cái Tà Đỗ và Kim Vi Hồ cộng thêm những cái rau ria như Phát Bùi, Há Bùi Đẹp, Lê Văn Sáu hay là Nguyễn Văn Ức hay là Hoàng Tấn Kỳ, cái băng mà tụi lính tráng ngu sủng đó, tụi mà gá điếc ngày nào ăn nhậu rồi điếm đỉ này nọ đó, nó bu theo nó. Do đó nó vừa hơi những người Việt Nam để không có chụp mũ nó là kỳ thị được. Đó có cái trò rất là hiểu không? Do đó nó có được cái đám này bao vây để bảo vệ nó. Bởi vậy mình mới thấy là luật sư Nguyễn Quốc Lân, ông ta nói là thằng này nó rất là nguy hiểm. Rất nó là còn nguy hiểm hơn là con Kimberly với lại thằng Tài Đỗ nữa. Nó nguy hiểm. Nguy hiểm lắm. Nó đóng và tôi người Mỹ mà tôi đâu có dính dáng gì Việt đúng Nam. Rồi, mà khi tôi nói mà những người Việt Nam kia ủng hộ độc, tôi. Nó rất là thâm độc. Ghê lắm. Vậy. Ủa, nó không thâm độc, nó là lãnh tụ có ủy ban mà trút phế ông Tạ Đức Trí và ông Charlie của những tay sai của mà thằng tỷ phú Hoàng Kiều đã
đã tôm bá nhắc bái này nọ để tới để vắng cao cạnh thằng này đứng ra lãnh đạo cuộc trúc phế ông Tạ Đức Trí, nó phải ghê gớm lắm. Đúng, anh hiểu không? Do đó quý vị thấy đi trúc phế một ông thị trưởng Việt Nam mà thằng Tà Đỗ phải nhờ thằng Cọt Lót Phê Thốp làm lãnh đạo có ủy ban trúc phế mà nó lãnh biết bao nhiêu tiền. Thằng Tà Đỗ bỏ ra, thằng xin lỗi, thằng Quang Kiều bỏ ra 2.500.000 đô la Mỹ đó để mà tổ chức cục trúc phế, thì thằng này là ăn tiếp bao nhiêu tiền? Tôi nghĩ là tệ lắm, tệ lắm, là ăn nửa triệu đô la. Ok, do đó từ nửa triệu đô la nó mới lấy cái tiền đó, nó mới ra tranh cử và nghị viên, và khi vào nghị viên thì nó có cái thế để mà làm những cái điều nó muốn. Ngày xưa nó không dẹp được cái tượng đài, không cấm được cái dự án để mà dựng cái tượng đài Đức Trần Hưng Đạo tại đây. Bây giờ nó nghĩ rằng nó vào nghị viên nó có 3 phiếu mà. Anh hiểu không? Rồi thêm cái thằng Phát Bùi ở ngồi này nó hỗ trợ nữa. Do đó thưa quý vị, bây giờ chúng tôi phải báo động, chúng tôi cũng giống như những chiếc xe máy bay bà già ha, mình không có lực lượng mạnh, chúng tôi chỉ là cô thân đặc mã thôi. Chúng tôi chỉ là những người chiếc máy bay bà già bay thấm thính thấy địch ở đâu chúng ta thả khóa thôi, chúng ta thông tin thôi. Bây giờ Mỹ có những drone phải không? Bay người không lái này nó theo dõi rồi nó báo satellite rồi radar rồi nó báo cho người ta biết là chỗ đó có địch. Thì chúng tôi những chuyện này chúng tôi đặc biệt có vấn đề truyền thông nhờ có những livestream YouTube như thế này, thì chúng tôi thông báo là đây một cái tai họa cho cộng đồng. Tại vì cái tượng dẹp đi, đặt bỏ đi là đã một cái buồn, một cái đau khổ cho cái dân tộc, đặc biệt cộng đồng chúng ta ở đây. Rồi nó dẹp lá cờ vàng phải rõ, anh quay lại cái lá cờ vàng phải rõ cho khán giả, anh nhìn lên trên. Và quý vị, đó là cái điều mà chúng tôi, đó quý vị coi, người camera đang quay lên trên cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Đó là cái điều mà chúng tôi quan trọng. Tại vì lá cờ vàng ba sọc đỏ này là một cái dấu ấn mà công nhận cái người Việt Nam tị nạn chống cộng sản tại Sài Gòn nói riêng và thủ đô tị nạn của cộng đồng hải ngoại nói chung. Mà bây giờ cộng sản nó đau khổ, nó tức tối, mà bây giờ có thể Tà Đỗ đứng sau lưng chuyện này nữa. Tà Đỗ là người mà cộng tác làm việc với tòa đại sứ, có thằng đại sứ Phạm Quang Vinh của cộng sản Việt Nam tại Washington DC, tại Pháp Bùi. Và Tà Đỗ là cái thằng đã nhận lệnh cộng sản để thay đổi cái tên thành phố Westminster trở thành Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ thêm thằng David Minh á, cố vấn chiến lược gia của Kim Bi Hồ, là cái người liên hệ với Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, đã cộng tác hợp tác với con Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn nhân của Cộng sản Bộ Ngoại giao. Do đó mình có tài liệu và mình có nhiều bằng chứng và ví dụ thằng Hồng Kỳ, Hoàng Tấn Kỳ này nọ là một thằng thương gia, dù rằng nó lĩnh lính nhưng nó làm ăn Việt Nam rất là lớn. Và bây giờ nó có những tiệm phở ở này nọ ở đây, và nó có những business liên hệ với cộng sản Việt Nam rất là mạnh. Do đó những cái hành động mà phá rối cộng đồng đây, hình như là cái này thì đây quý vị coi, đây là hồi nãy tôi nói là nó có sách bách chứng, quý vị coi chỗ đỏ đỏ đó mà chữ đen đó, Tà Đỗ nó nói là nó công bố, nó quyết định đổi tên lịch Sài Gòn Westminster trở thành thành phố Hồ Chí Minh. Đó quý vị, thành phố Westminster trở thành thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy không phải cộng sản thì ai, người quốc gia nào mà đi đổi một cái thành phố thủ đô tị nạn trở thành thành phố Hồ Chí Minh, một tội đồ dân tộc. Vâng, anh nói tiếp đi rồi tôi sẽ kiếm cái hình cái cái vụ mà vừa rồi anh nói cái gì chúng tôi nói cái gì đó thì anh nói tiếp đi. Vấn đề Tà Đỗ phải không? Cứ nói đi, đặc biệt như vâng, thưa quý vị khán giả, thì chúng tôi luôn luôn phải nhắc đi nhắc lại với lại quý vị là chúng tôi, Nam Quang và anh Ngô Kỷ, chúng tôi không có không có được lợi lộc gì trong cái chuyện là chúng tôi đi ra làm những cái video clip này để mà thông báo đến đồng hương, đánh động đến đồng hương những cái quyền lợi của đồng hương mà chúng ta, quyền lợi của cộng đồng chúng ta mà đang bị xâm phạm, thưa quý vị. Cho nên là chúng tôi không thể nào mà đành lòng mà đứng đó để mà nhìn những cái chuyện mà cộng đồng của chúng ta cứ bị những cái gọi là cái bọn sâu mọt đó nó đục khoét và nó ăn hiếp được, thưa quý vị. Nên ra chúng tôi và anh Ngô Kỷ phải lên tiếng nói để cho đồng hương biết, thưa anh. Vâng, cái mà hồi nãy chúng ta nói là chúng ta đang nói về cái David Minh đó. David Minh là Minh Chuột đó. Đó, chúng tôi nói có sách đây quý vị. Mà bây giờ David Minh là ai? Là chiến lược gia
là coi như là cố vấn chính trị cho Kim Hồ trong cái trận chiến đương đầu với cộng đồng, đánh phá cộng đồng. À, quý vị vào Google, YouTube quý vị thấy mà channel của Kim Hồ á, là tất cả cuộc hội họp của Kim Hồ, hai họp báo hay gây quỹ đều lãnh đạo bởi thằng David Minh này. Và quý vị coi David Minh đây, à, nó ở Mỹ, nó về Việt Nam ra tận Hà Nội để tiếp xúc với con Lê Thị Thu Hằng. Đây Lê Thị Thu Hằng, đây quý ai không biết Lê Thị Thu Hằng là phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, tiếng nói chính thức của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Do đó vấn đề đặt ra đây, nó ngồi như vậy đó, đó tôi nói có sách và rất là nhiều, tất cả những cái chương trình mà tiếp xúc đồng bào hoa lên tiếng lên họp báo đều do đây với mình sắp xếp. Thì bây giờ một thằng mà liên hệ cộng sản như vậy đứng làm cố vấn chính trị thì tôi nghĩ rằng những cái điều mà cố vấn chính trị của đây, của đằng để quý vị đó. Đây, quý vị coi hình ảnh như vậy đó, Lê Thị Thu Hằng và thằng David Minh. Đó, quý vị coi kinh không? Đó, kinh không? Đó, đồ hình ảnh Lê Thị Thu Hằng là cờ đảo sao vàng. Như vậy, cái chuyện mà dẹp cái tượng đài, nó bắn một mũi tên bắn hai mục tiêu. Hai mục tiêu. Yeah. Mục tiêu là dẹp cái này và dẹp lá cờ vàng ba sọc đỏ. À, mà bây giờ nó nói là, bây giờ nó có lý do, tại vì dân chúng ở đây... tụi Mỹ á, kỳ thị mà, á, nó đây mà Mỹ kỳ thị là cái này để làm người ta đi lái xe qua người ta bị chia trí, họ dồn vô đây, do đó đây bị accident, bị tai nạn nhiều quá, ghê không? Nó đưa những lý do để mà có lý do chính đáng, mà các tôi giận nhất là Kim Bi Hồ và Tà Đỗ phát bùi này nọ, bùi đẹp, hai tập thể chiến sĩ là ủng hộ cái ý kiến đó. Trong, anh thấy tôi nghĩ rằng cái linh, hương linh của Đức Thánh Trần là ông Trần Quốc Tuấn á, khi biết được những này thì chắc là buồn, có thể buồn người Mỹ thành cặc Los Mesos người Mỹ thì ổng đã buồn ít, nhưng buồn là những người Việt Nam như Kim Bi Hồ hay Tà Đỗ hay Phất Bùi hay Bùi Đẹp hay là Hoàng Tấn Kỳ này hỗ trợ cái chuyện dẹp bỏ cái tượng đài Đức Trần Đạo này. Tôi nghĩ điều đó rất là đau khổ cho cả dân tộc, cho các tiền nhân của mình, thưa anh. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi là những người đấu tranh, thưa quý vị, chúng tôi thấy những cái gì chướng tai gai mắt là chúng tôi phải lên tiếng nói. Chúng tôi rất là khâm phục anh Ngô Kỷ là chúng tôi chỉ mới bước vô trong cái gọi là cái sinh hoạt cộng đồng những năm gần đây thôi, nhưng mà chúng tôi rất là ngưỡng mộ cái tinh thần phục vụ cộng đồng và chiến đấu của anh Ngô Kỷ, đấu tranh đó thưa quý vị, trong mấy chục năm ròng rã. Thì thưa quý vị, đây một cái phóng sự ngắn mà anh em chúng tôi muốn gửi đến quý vị về cái tượng đài Đức Thánh Trần. Nếu như mà quý vị để cho quý vị thấy được cái chuyện là cái âm mưu mà độc ác thâm độc của thằng Carlos Manzo, thưa quý vị, cái thằng này. Quý vị nhìn vào con mắt đó đi là quý vị thấy rồi. Quý vị nhìn con mắt nó rất là gian xảo, thưa quý vị, nó rất là gian xảo, cũng giống như là con Kimberly Hồ này, con mắt của gian xảo. Mình gọi là ngu tầm ngu, mã tầm mã mà anh, tụi nó giống nhau, còn thằng Tài Đỗ nữa, còn cái hình của thằng Tài Đỗ rất là ghê gớm. Vâng, vâng, Tài Đỗ. Nhưng mà năm qua không mấy in hết mực rồi, thành ra không có in được cho quý vị coi. Quý vị coi vấn đề dâm dục này nọ, vừa rồi chúng tôi mới đưa lại những video. À có đó hả anh. À ông chồng, ông Nguyễn Bình chồng của bà Lan Anh phải không ạ? Dạ đúng rồi. À tố cáo nó là dâm dục rồi thông dâm với vợ ổng này nào, quý vị coi. Đây là cái video, và quý vị vào Facebook tôi Kỷ Ngô hoặc là trong cái chương trình YouTube của Trust Media sẽ đưa lại những cái video này, quý vị coi đó. Đây ông Bình ông nói như vậy đó, ông tố cáo trong cuộc họp báo này nọ, và ra sửa City ông có tố cáo thằng nghị viên Tà Đỗ mày hiếp dâm thông dâm với vợ tao này nọ, ông cũng công khai. Quý vị coi mà bây giờ nó là đứng sau lưng, và bà Kim Hồ là bây giờ có quan hệ với Tà Đỗ. Cái điều đó quý vị nguy hiểm không quý vị? Hả? Một thằng dâm dục và bả là cái người đã tố cáo, bả là cái người lên án nó, bả đã từng tiếp xúc với vợ của Tài Đỗ để lên án Tài Đỗ, nhưng bây giờ là bả lại cáo kết và bả là có được sự liên hệ với Tài Đỗ để rồi bả đánh đây. Bây giờ quý vị coi bả tiếng Mỹ gọi là sleeping with enemy, là trang gối với kẻ thù đó. Ngày xưa là kẻ thù đó, mà bây giờ trở thành bạn. Ngày xưa bả lên án Tà Đỗ là cộng sản, cộng đảng, Tà Đỗ là thông dâm, dâm dục đủ thứ. Rồi bả chẳng những bả còn tiếp xúc với vợ của Tà Đỗ, anh coi đây bà này là bà gì, bà thấy tấm hình là bà Mỹ Hòa. Bà này bà Mỹ Hòa là vợ của Tà Đỗ,
lúc mà chưa ly dị nha. Wow. Mà lúc đó là Tà Đổ lúc chưa ly dị, bà Mỹ Hòa đã thông dâm, đã dâm dục với bà Lan Anh, vợ của Nguyễn Bình. Và ông Nguyễn Bình cũng ra tòa kiện cáo và đã họp báo tố cáo. Thì bà Mỹ Hòa, vợ của Tà Đổ, ha, cũng tố cáo. Và hồi đó anh thấy cái người mặc đồ xanh này là ai? Chắc lẽ anh sẽ ngọt nhiên Kim Bi Hồ. Kim Bi Hồ là dụ dỗ mời bà này tới trước một cái họp báo để tố cáo Tà Đổ. Ghê không? Rồi bây giờ lại đi quan hệ với Tà Đổ. Kim Bi Hồ là đi quan hệ. Đi quan hệ với chồng của bà Mỹ Hòa này. Vậy là đúng là hồ ly tinh. Ông cha chàng kinh hồn, tôi nghĩ là vấn đề đặt ra. Hình đứng cạnh Tà Đổ đâu rồi? Cái này nè. Đây, Tà Đổ đây. Đó, bây giờ nó có sách bánh trứng. Quý vị coi, bây giờ là quan hệ, tôi dùng chữ quan hệ chứ không phải đứng cạnh không. Đứng cạnh là chuyện nhỏ. Có sự quan hệ nữa. Do đó vấn đề đặt ra ghê. Do đó bây giờ cái chính trị Việt Nam đã liên hệ đến tiền bạc, liên hệ với dâm dục, liên hệ đến xác thịt, liên hệ đến nhiều thứ, liên hệ đến cộng sản, đứng sau lưng nữa. Do đó tôi nghĩ rằng chúng ta phẫn nộ khi mà dẹp cái tượng mà rất là kính, chúng ta kính trọng vào oai linh của Đức Trần Hưng Đạo, và chúng ta cần tức giận, giận dữ khi mà dẹp lá cờ vàng ba sọc đỏ. Do đó chỉ có cộng sản đứng sau lưng, và người Việt tị nạn không chấp nhận cái hành động đó. Tại vì tụi đó nó thấy là nó đã thắng được cái vụ mà dẹp cái tượng đài Quảng Trị không được hiện hữu đây, nó thừa thắng xông lên, nó thấy rằng nó đuổi được ông Tạ Đức Trí ra khỏi văn phòng trong tòa thị chính, nó nghĩ rằng nó đã thành công, nó có sức mạnh tại vẫn có đa số 3 lá phiếu. Do đó bây giờ Tà Đổ, Carlos Bezo và Kim Hồ nó dành hết mọi sức lực, mọi công sức để nó làm bất cứ gì trong lúc nó cầu được 3 phiếu đa số. Do đó nó làm cái gì mà thứ điều kế tiếp là những cái hành động đánh phá cộng đồng là một chuyện, nhưng cái chính của nó làm nhục ông Tạ Đức Trí. Cái chính, tại vì nó cho người ta thấy Tạ Đức Trí thị trưởng không có giá trị gì hết. Đúng rồi. Bữa trước nó nói mà. Đúng rồi. Nó nói là thị trưởng không có giá trị gì hết. Thằng Carlos Mazzo nó nói vậy mà. Đúng rồi. Cộng đồng Việt Nam làm quan trọng chức thị trưởng cho thị trưởng có giá trị hết. Quý vị qua. Vậy mà bây giờ nó tự hào nó là phó thị trưởng. Bây giờ đã khoe nó là phó thị trưởng, mà phó thị trưởng là mỗi năm là luân phiên người ta bào như vậy. Cái thằng rất là lưu manh. Đây coi là cái thằng lưu manh này. Cái thằng lưu manh này thì quý vị, thằng gian xảo, thằng lưu manh này. Quý vị nhìn rõ cái khuôn mặt của nó để mà kéo nó xuống nha quý vị nha. Thằng lưu manh. Vâng, thưa quý vị, và hôm nay thì chúng tôi chỉ bất ngờ là có mặt hôm nay ở đây để mà nói lên, và chúng ta chỉ là một tiếng chuông báo động thôi. Đúng còn rồi, chuyện vấn đề này nó sẽ còn tiếp dụng chúng ta theo dõi và đồng hương. Tại vì vấn đề bảo vệ cộng đồng, bảo vệ đất nước là chuyện của mọi người, không phải của tiền nông quân của tôi hay của anh Hải hay của anh Bùi Mạnh Cường hay này nọ, nhưng của mọi người. Chúng tôi cũng đã nói là chúng tôi chỉ thân phận như chiếc xe và máy bay bà già cũ kỹ ha, cái prone của Mỹ vậy thôi, đi thám thính biết cái tin tức gì lo lên vậy thôi. We report you decide, chúng tôi chỉ tường trình, quý vị là người quyết định. Vâng. Hành xử như thế nào, đối phó như thế nào, phản đối như thế nào, phản ứng như thế nào, trừng trị như thế nào, đó là nơi cộng đồng. Đúng. Và chúng tôi chỉ đưa lên sự kiện, và những sự kiện chúng tôi chọn lọc, và không phải mỗi ngày trên thế giới đã có tỷ sự kiện, nhưng ngay cả cộng đồng một ngày có thể trăm có ngàn sự kiện, nhưng những sự kiện nào chúng tôi kiểm chứng, chúng tôi thấy nó khả thi và có thể xảy ra thì chúng tôi loan báo, phải không? Chứ ngày một ngày đúng là nhận nhiều tin tức lắm, phải không? Vâng, đúng rồi. Dạ, vâng. Do đó vấn đề này, tin tức này rất đáng tin cậy, và những nguồn tin đó thì chúng ta phải ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Thì khi chúng ta nghe những tin tức thì chúng ta phải tìm cách đối phó và phản ứng, và chúng tôi kêu gọi những người nào mà thờ phượng tôn kính Đức Trần Hưng Đạo hay những quân nhân, nhiều quân nhân họ rất là thần phục ông tướng Trần Hưng Đạo này lắm, tại vì ông là tướng có nổi tiếng của Việt Nam chúng ta mà. Do đó không thể để vì những cái tham vọng chính trị mà để rồi nó làm cho sụp đổ cả một cái lý tưởng hay một cái biểu tượng thần thánh của đất nước chúng ta, thưa anh. Thì do đó chúng tôi muốn nói tin vui, những cái gì vui vào mùa Giáng sinh, Chúa hài đồng xuống thế cứu chuộc nhân loại, do đó niềm vui của nhân loại. Nhưng trong đấu tranh chúng tôi phải nói những cái điều mà có thể quý vị không có vui khi nghe, nhưng vui hay không phải vấn đề,
vấn đề đặt ra là có xảy ra vấn đề và chúng ta phải đối phó. Thì vấn đề đặt ra, chúng tôi hy vọng được một cái phóng sự ngắn ngủi như thế này, chúng tôi thì khẩn báo cùng quý vị hãy nghiên cứu lại cái cách đấu tranh như thế nào, phương thức như thế nào để đối phó sự mà tiến quân của pha của Kim Mi Hồ, của tài đổ của Carlos Mezo. Tại vì nếu chúng ta chậm trễ, chúng ta không chặn đứng ngay á, thì khi đó nó có quyền mà ra luật, nó đuổi được ông thị trưởng ra khỏi tòa thị chính thì làm gì không được. Nó đã làm rồi mà anh, nó đuổi cái tượng đi ra khỏi cái khu vực Freedom Park rồi, bây giờ nó đuổi ông thị trưởng Tạ Đức Chí, nó làm đủ thứ hết rồi. Và bây giờ anh vừa rồi anh nhắc cái đó, thì sang nhắn dịp đây thì chúng ta cũng có nói sơ, cách đây chúng tôi sẽ ngồi trong studio để nói chuyện nó dễ hơn. Yeah. Thì vừa rồi chúng tôi nhận được tin là có Ủy ban xây dựng tượng đài tái chiến của thành Quảng Trị đã nộp đơn kiện thành phố để đòi bồi thường 100.000 đô la. Anh chỉ nói sơ đấy, anh nói sơ và sẽ trở lại. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nhận được tin từ trên của Ủy ban chính thức của Ủy ban. Dạ, tin chính thức của Ủy ban tái chiếm cổ thành Quảng Trị đó thưa quý vị. Qua luật sư Nguyễn Quốc Lân. Qua luật sư Nguyễn Quốc Lân thì ông đã thông báo là Ủy ban xây dựng tái chiếm cổ thành Quảng Trị đã chính thức nộp đơn kiện City, thành phố Westminster. Kiện thành phố Westminster là thành phố Westminster đã không có, đã vi phạm cái hợp đồng đối với họ. Có nghĩa là, và trong mình nói là cái ba thành phố Westminster, nhưng mà là ba cái người nghị viên là Kimberly Hồ, Tài Đỗ và Carlos Menzo, tại vì ba cái người này là ba cái người vote để mà đuổi, không có cho xây dựng cái tượng đài này, đúng không thưa anh? Đó, thành ra và cái trong cái đơn kiện thưa quý vị là Ủy ban xây dựng tượng đài tái chiếm của thành Quảng Trị, họ đã nói là mới đầu là đã cho phép họ xây dựng rồi, nhưng mà cuối cùng là lại không có cho họ xây dựng nữa, coi như là gọi là sao anh, coi như là vi phạm hợp đồng đó thưa quý vị. Đó, thành ra là cái trong cái đơn kiện là Ủy ban nói là cái quyết định của ba cái người nghị viên mà vô đạo đức này đó là ông Carlos Manzo, con hồ ly tinh và tài đỏ đó thưa quý vị, nghị viên dâm dục tài đỏ đó, thì những cái người này đã vi phạm cái hợp đồng đối với lại Ủy ban xây dựng tượng đài tái chiếm của thành Quảng Trị và gây cho họ cái thiệt hại là 100.000 đô la, hơn 100.000 đô la nha anh, nó chưa có dừng lại ở đó nha, hơn 100.000 đô la, và họ nói họ sẽ bổ túc hồ sơ để tiếp tục update cái sự thiệt hại đối với lại tượng đài tái chiếm của thành Quảng Trị mà ba cái người nghị viên này đã không có cho phép xây dựng ở trong cái khu công viên Freedom Park. Thưa anh. Vâng, thưa, cảm ơn anh Nam Quang. Vâng, thì chúng tôi chỉ là có tường thuật một cách tổng quát về cái vụ mà đơn kiện của kiện của thành phố, đặc biệt là do ba người mà bị kiện đó là Carlos Mezo, Kim Bi Hồ và Tà Đỗ. Chúng tôi chỉ có một cái tính chính nhỏ từ anh Nam Quang. Anh Nam Quang ơi, có một tính chính nhỏ thì anh cũng không nói gì sai, tuy nhiên có một tính chính nhỏ thôi. Yeah. Tại vì thật sự mà nói, theo cái tin tức chính thức mà chúng tôi được biết á, là các ủy ban mà xây dựng tái chiếm của thành Quảng Trị họ chưa kiện thành phố, họ gửi thơ đòi tiền bồi thường. Vâng, mình nói gì cho rõ, cái gần giống nhau. Trước khi tiến tới kiện và họ cho rằng City phải trả lời, phải bồi thường 100.000 đô la. Họ cho thời hạn là 6 tháng. Theo cái tinh thần, cái nội dung á, và sau 6 tháng á mà City không bồi thường và không trả lời cái đơn đòi hỏi hoặc cái thư đòi hỏi mà của cái ủy ban này đó, thì bước kế tiếp là kiện và họ sẽ kiện hơn 100.000 đô la. Anh hiểu không? Tại vì Mỹ á, trước khi mình kiện ai á, ví dụ một người mà xúc phạm chửi bới thì không phải anh kiện liền người ta, anh phải gửi thư yêu cầu ông bên chính, ông rút lời lại, ông lấy cái video đó xuống hay này nọ, ông xin lỗi thì không được kiện. Tại vì nếu mà kiện một ngày có tỷ vụ kiện, do đó chính phủ họ muốn giảm cái tỷ lệ kiện đi, thì có nhiều người họ vô tình, họ nói cái gì đó xúc phạm này nọ, họ vô tình, do đó chính phủ họ cho một cơ hội cho người đó thanh minh thanh ngoa, họ xin lỗi hay này, nghĩa là họ vô tình, họ không có lỗi thì khó kiện. Chắc không cửa đến kiện nên một ngày có tỷ vụ kiện. Có đẹp sau ví dụ 20 ngày mà anh không rút lời, anh không xin lỗi thì hồi đó bắt đầu kiện. Yeah. Thì chính phủ hả? Thì cái này tôi nghĩ rằng cũng nằm trong cái tương đối nơi quy chế đó. Yeah. Trước khi kiện thành phố thì thành phố phải tỏ ra thiện chí để trước khi tôi kiện. Yeah. Thì họ gửi thơ. Bây giờ chúng tôi đòi thành phố phải
trả bồi thường cho tốn tôi 100.000 thiệt hại. Tại vì ngày 26 tháng 12 hay gì đó thì năm ngoái đó, năm 2020 đó, thì cả hội đồng thành phố 5 người đã bỏ phiếu yes cho cái ủy ban tái chiếm của thành Quảng Trị này được phụ trách xây dựng cái tượng đài và đã đồng ý để dựng cái tượng đài đó trong khuôn viên tượng đài Việt Mỹ. Và họ đã lo mướn kỹ sư, kiến trúc sư rồi đủ thứ để làm cái tượng đài. Rồi này nọ họ làm lễ động thổ nữa xong rồi, tất nhiên dạ. Là chúng là chỉ cần là đem cái tượng tới đó để lắp đặt đúng thôi. Rồi tại vì là để đúc ở ngoài đúng ở đây rồi. Chỉ dựng trên cái miếng đất thôi dạ. Và đã làm lễ động thổ là các cha các thầy các sư các thánh thất rồi cô đà hòa hảo rồi các đủ hiền tà hiền thiết thì tới tham dự và cả mấy trăm đồng hương lãnh đạo tôn giáo các đoàn thể tổ chức tới dự rồi có như chuyện đã rồi. Rồi bây giờ vì lý do chính trị, vì Kim Bi Hồ muốn hãm hại danh dự ông Tạ Trí do đó đuổi đi. Tại vì có ủy ban xây dựng tượng đài này, nó gồm rất là nhiều người, ít nhất là 12 người mà người lãnh tụ là luật sư Trần Thái Văn trong cái ủy ban và có sự phát ngôn nhân của luật sư Nguyễn Quốc Lăng và anh Quỳnh Lương Thiện của anh Nguyễn Trung Cao ở San Jose và các bác sĩ Vượng và rất là nhiều người. Và rất là nhiều tổ chức đồng hương đứng sau lưng cái ủy ban này. Do đó bây giờ, tại vì họ thấy ba người này sắc láo mắc dại quá, đã làm suy sụp tinh thần đồng bào khi mà đuổi dẹp bỏ cái tượng đài này không được nằm tại quận Center. Thứ hai nữa, vấn đề làm thiệt hại tài chính. Anh biết khi mà người ta chuẩn bị để mà xây cắt hoặc là dựng cái tượng đài, họ phải tính, họ phải mướn kỹ sư hoặc kiến trúc sư vẽ, rồi làm đủ thứ, rồi cuối cùng giờ chốt là đuổi người ta đi. Thì bây giờ những cái tiền đó, họ phải ứng trước này nọ, thì bây giờ thiệt hại họ phải đòi 100.000. Thì bây giờ, thưa quý vị, chúng tôi đã nói có sách minh chứng và quý vị không muốn biết rõ hơn, quý vị vào cái Facebook của luật sư Nguyễn Quốc Lăng. Quý vị vào Lăng Quốc Nguyễn nha. Trang Facebook Kỷ Ngô quý vị sẽ thấy. Và trang Facebook của Lăng Quốc Nguyễn là luật sư Nguyễn Quốc Lăng đó. Thì quý vị sẽ thấy cái bài này dài, đầy đủ hơn. Thì chúng tôi chỉ thông báo nhân cái dịp này liên hệ đến Kim Hồ, Tài Đỗ và Cật Lốt. Quý vị thấy ba người nghị viên thông đồng với nhau để phá hoại cộng đồng, làm phiền cộng đồng đến nỗi bây giờ phải bị kiện cáo. Nghĩa là anh biết có ủy ban mà tái chiếm của thành Quảng Trị toàn trí thức không ví dụ luật sư Nguyễn Trần Thái Văn từng làm dân biểu của tiểu bang đầu tiên đây, từng làm nghị viên và bây giờ là luật sư, rồi luật sư Nguyễn Quốc Lăng làm chủ tịch và ủy viên của hợp khu Gạc Đăng Rô 20 năm và luật sư, rồi anh Quỳnh Lương Thiện là người trí thức là làm chủ nhiệm tờ báo mỏ San Francisco 20 năm hay là rồi ra cả anh Nguyễn Trung Cao ở miền Bắc Cali hay là trung tá mà liên hệ đến cái ủy ban này là Hồng Thu hay này trung tá Thiếu Quân Lục Chiến này nọ cũng nằm trong ủy ban rất là nhiều người trí thức do đó họ biết làm cái gì và khi mà họ nộp đơn kiện cáo họ đòi bồi thường như vậy họ có những lý do chính đáng chứ không phải tự nhiên họ làm đâu phải không? Họ suy nghĩ họ phải tham khảo với luật sư và họ có những lý do chính đáng. Họ có một cái ủy ban tới 12 người mà họ sẽ thảo luận trước khi họ làm những cái chuyện gì thành ra 12 cái đầu mà họ đã quyết định là họ khởi kiện là phải biết là họ có đầy đủ các chứng cứ mà họ là coi như là cái chuyện mà thắng là rất là lớn thành ra họ mới làm. Vâng, họ chờ. Hãy thấy không? Tưởng rằng cái chuyện nó xong rồi, nhưng không. Trong vấn đề pháp lý họ phải nghiên cứu, họ tham khảo này nọ sao này nọ và bây giờ chúng tôi cũng buồn lắm, không có vui đâu. Tại vì thật sự mà bây giờ vì cái chuyện trong cộng đồng là pháp kiện thành phố này nọ và đất đạt ông Tạ Đức Trí và Nguyễn Chí vô rồi cũng rất khó xử. Khi kiện City thì ông Trí là thị trưởng, ông Chí là nghị viên. Ông Trí và ông Chí là người ủng hộ có tượng đài tái chiến của thành Quảng Trị đó. Do đó tôi nghĩ rất là khó xử. Tuy nhiên bây giờ vấn đề luật pháp là luật pháp. Theo tôi nghĩ thì ông Trí và ông Chí sẽ đứng ngoài cái vụ kiện cáo này. Tại vì tiếng Mỹ gọi là conflict interest, xung đột mâu thuẫn quyền lợi đó. Ông vừa đứng về City, ông vừa đứng về cái tượng đài của ủy ban này. Như vậy hai bên kiện qua kiện lại là ông đứng bảo vệ ai? Thì tôi nghĩ khi bỏ phiếu, khi bàn luận gì đó, thì tôi nghĩ hai người đó gọi vậy Mỹ là họ không có tham dự để cho nó có tính khách quan. Và tôi nghĩ rằng cái điều này nó
vì tham vọng của bà Kim Hồ, vì sự đứng sau lưng của Cộng sản, đặc biệt Cộng sản Tàu đang đứng sau lưng có diện mà dẹp cái quần xa này nọ đó. Do đó tôi nghĩ rằng những trận chiến hiện tại chính trị này nó liên hệ sự giật dây của Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng, và nó sẽ đứng sau lưng bà Kim Hồ, Tà Đỗ và Carlos Mezo, và đặc biệt là có tên Phát Bùi, hay tên Bùi Đẹp, hay Hoàng Tấn Kỳ, Lê Văn Sáu, Nguyễn Văn Ức, cái pha mà tụi đứng đã đứng sau lưng của Hoàng Kiều đó, thì tôi nghĩ rằng nó kết hợp lại để mà bấn sập ông Tạ Đức Trí. Do đó đó là cái điều nó vì những tư lợi, những cái tham vọng cá nhân để rồi nó kéo cộng đồng vào một trận chiến mà rất là buồn và rất là xấu hổ, thưa anh hôm qua. Vâng, dạ. Chúng ta có thể tạm biệt. Dạ, vâng. Vâng, xin cảm ơn Ngô Kỷ đã tường thuật rất là chi tiết những cái vấn đề đang nổi cộm hiện nay tới đồng bào và đồng hương chúng ta ở thành phố Westminster và trên toàn nước Mỹ, cũng giống như là cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở trên toàn thế giới, thưa quý vị. Năm Quang xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cái chương trình thời sự của chúng tôi ngày hôm nay, và sẽ xin hẹn gặp lại quý vị trong một cái chương trình kế tiếp rất là sớm, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị. Dạ quý vị. Xin cảm ơn anh Năm Quang, xin cảm ơn anh Hải. Xin cảm ơn anh Kỷ và cảm ơn anh Hải. Dạ vâng.